Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đào Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình bãi kiển của anh Liêm ở Long Hồ Vĩnh Lâm cô chú anh chị ha. Hôm nay thì anh cũng có một số mai vàng với lại bonsai kiển xanh đủ loại ạ. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ anh Liêm, ủng hộ kênh Cuộc Sống của Đào Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ ngoài ra thì chỗ của anh hiện tại thì em thấy cũng có một lô cúc vạn thọ với cô chú anh chị. Quý cô chú mình có nhu cầu mua vào trưng Tết mình liên hệ với số điện thoại anh Liêm giúp em ha. Cái chậu này cũng khá là to với cô chú. Dạ em xin chào anh Liêm ơi. Dạ Phương ha. Dạ con xin kính chào quý cô bác anh chị xa ha. Dạ hôm nay con có một lô cây kiển xanh với lại mây vàng ha cô chú. Xin gửi đến con của chú anh chị ha. Số điện thoại con là 0939619278. Thì chị con ở Long Hồ Vĩnh Long ha. Rồi con xin phép vào clip ha cô chú. Và máy số 1 là một cây chiếu thủy chung nu ha. Cây hành ẩm ha. Cái này con xử lý bông luôn rồi thấy cô chú. Hai phân. Đấy. Mình chơi thấy cô chú. Đó, bông bây giờ bắt đầu nó tượng bông ha. Cái này chạy bằng ok luôn hết rồi chú anh chị. Dạ dạ tổng chiều cao được 56, tàng ngang nó là 58. Cái hoành này cũng hơi khó đòi ha. Đây tôi đòi dạ vậy là được 31 ha, có 9 thì tử ha. Như vậy là nó được 21 hả cô chú. Đây, cái củ đặt vậy là được 45. Tổng đây đặt nó được 94. Đây rồi mã số 1 con Zalo cô chú giá là 3.600.000 ha, bao ship hả cô chú. Cái đèn lá lớn nha. Một cái thành phẩm thấy không chú. Cái này đã thần dây hết trơn ha, con ga dây hết trơn ha. Cái cành to lớn ha. Lực nha cô chú. Chi nhão hết trơn nha cô chú. Này là con đã thay phân là mà xử lý bông hết trơn ha. Vậy cô tướng cô chú chỉ việc tưới nước là chơi thôi. Bông giờ đang tượng lên nè ha. Thằng này làm là chỗ ngày Tết một chút. Dạ. Rồi. Thông số luôn. Hoành được 31 ha. Dạ rồi. Tổng cục đế vậy là được 121 đến 112 đi cô chú ơi. Thất thân 16, tàng ngang 1m, tổng chiều cao được 75. Cốt cành thứ nhất của nó được 15 ha. Rồi hiện tại đang nằm trong chậu là 55 ha cô chú. Rồi, rồi mã số 2 cái thủy ra lớn thì con Zalo của chú giá là 4.900.000 nha. Bao ship hay không chú? Hàng này con đã thay phân xử lý bông cho cô chú mình hết rồi ha. Về cô chú mình chỉ việc tưới nước là cho bông thôi. Cái khoai chín nó rất là lùng thôi chú. Tôi ra thông số luôn. Tổng chiều cao nó được 39, tàng ngang nó là 67.
hoành được 39. Chiều cao của cái phôi chính nó được 18. Chốt cành thứ nhất của nó được 8. Cây đang nằm trong chậu 4 không chú? Dạ anh xin giá luôn. Dạ rồi, mã số 3 con cho cô chú giá là 3 triệu 2 ha. Dạ. Hàng này cũng bao ship tặng chậu không chú? Đóng kiện cho cô chú mình ha. Dạ ạ. Cái thành phẩm hả cô chú? Hàng này là con đã thay phân ha, xử lý bông ha. Dạng xương rất là lực nha cô chú. Có cành nhão hết trơn rồi cô chú vậy. Cây rất đẹp ha, thân lắc ha. Đây có cái thẹo đây ha cô chú, nhưng mà nó không có bị bọng ha. Cái thẹo cũng bao cô chú mình ha. Cành to hết trơn rồi. Chiều cao được 55. Tàn ngang nó 86. Hoành trên đây là được 25 ha. Sát cũ là được 34. Tổng cục đến nó là 1 mét hay không chú? Thoát thân 21. Cốt 1 được 7. Cây nằm chỗ 4 không chú ơi. 45. Dạ rồi, mã số 4 cây lên sao con Zalo của chú giá là 6 triệu 2 ha. Dạ 6 triệu 2. Ba ship tặng chậu luôn hả cô chú? Cái này cũng mới xuống lá ha. Thành phẩm nha. Đang có nụ luôn cô chú anh chị. Chung năm nay cây nụ nó không có đạt không, tại vì thời tiết nó bị nở lọt sập á. Cái bông nó không có đạt không. Dạ. Cây này con ghép được 5. Tổng chiều cao tới mặt bầu của nó là 1 mét. Tàn ngang nó được 94. Hoành được 32. Đế đặt hào hào gì nữa được 125 hả cô chú? Dạ. Cây hiện tại nằm chỗ 6. Dạ rồi, mã số 5 con Zalo cô chú giá là 3 triệu 8 ha. Dạ 3 triệu 8. Mấy cái bao ghép nó liền lạc luôn á cô chú chị. Ở dưới đây là giờ nó liền hơn trăm trăm luôn, chỉ còn ở trên cái đầu này. Dạ tiếp theo là mã số 6 nha cô chú. Mã số 6 là một cây mai vàng ghép với cúc họ Hương ha. Dạ, cây bonsai lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Bonsai lùng lực ha cô chú. Cây hiện tại nằm chỗ 7 ha. Một đế rất là đặc nha cô chú. Nồi đế nó cũng quái quái, nó khói gọn vô bầu cứng bầu luôn cô chú anh chị. Đế đặc cứng nha. Cây hiện tại đang nằm chỗ 7. Đế nhìn rất là lực ha. Dạ. Cúc họ Hương ghép nó soi mai vàng ha cô chú. Đang lên trứng lọc luôn cô chú. Dạ chiều cao của nó được 90 ha. Tàn ngang của nó là 1m1 ha cô chú. Hoành được 41 hay không chú? Dạ. Yeah.
thoát thân tới tới đây là 30 ha. Bữa nay quay xong rồi con xuống lá luôn ha cô chú, ngay rằm mà xuống lá luôn cô chú, mình chơi Tết luôn ha. Dạ, em này mình Zalo giá nhiêu anh ha? Dạ rồi, mã số 6 cây mai vàng kiểu cúc hương của Zalo cô chú giá là 13 triệu. Dạ. Bún cúc chậu ha, bún bò bó bầu ha. Cái nhìn rất đẹp ha cô chú. Cái trực lắc ha. Để nôm. Cái thần bồn ha. Lúc nụ thì hơi kẹo hết trơn cô chú ơi. Này mà chỗ một cái thì cục nổi luôn ha. Kè rất dài ha. Thì về cũng mới làm kia vô dây lại dằn lại ha. Chủ nhà người ta thả ra cái nó hơi rảnh đó. Đế thì nó gom đế nha cô chú anh chị. Để nôm đây là rất già ha. Mấy cái đen đen này là người ta dán keo da chế keo 95 chứ không có gì hết cô chú. Đặc biệt bao cô chú là mấy cái thẹo này nó không có bị mục ha, không bị xà xam đá vậy ha. Rồi chiều cao nó mít gửi cô chú ơi, rồi không tới mít tư à. Tài ngang 1m3. Hoành được 36 nha. Dạ. Đo 2 thông số ha. Chạc xuống giờ đầu 40 ha. Tổng cục đế của nó là 112. Sổ nôm hiện tại của nó được 16. Chi tử của nó được 5. Cái này từ phôi ra, phôi người ta sạc người ta nuôi lại rồi đúng. Đường kính bầu cái này là 50 55. Tại vì cô chú vô chậu 6 cũng được ha, ép chậu thì vô chậu 6 ha. Còn muốn cho gọng gọng thì vô chậu 7 không chú. Nụ là già nụ hết trơn luôn rồi. Nụ dữ dằn nụ luôn. Kẹo hết trơn rồi. Rồi em xin giá luôn anh ha. Dạ rồi, mã số 7 con Zalo của chú giá là 8.500 ha. Dạ. Đợt này thiên tế ha cô chú. Trời này mùa đế dữ lắm nha. Chiều cao của cái thân là được 85 ha. Tổng chiều cao là 1m5. Đặc biệt là cây con của nó nè cô chú. Mình tới trên này luôn ha. Đặt cỡ cứng luôn. Cây này rất là già rồi. Thiên tế mà có đế luôn nè cô chú. Cây nó mọc lù luôn. Hoành trên đây là nó được 1m à. Đây là nó được 1m1 cô chú ơi. Tổng cái bể nó lượt về là 160 nha. Đường kính bầu nó được 70. Mày về nuôi cho nó mạnh, nó bự lên, nó tách ra biết cái vô con.
Dạ, mình Zalo giá bao nhiêu anh ha? Rồi, mã số 8 của Zalo của chú giá là 5 triệu ha. Dạ. Mã số 9 là mai vàng nha mấy cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã số 9 thấy cô chú, cây mai vàng gắn trực lắc ha. Chiều cao cái này là khoảng 1m6 ha. Tán ngang nó 1m7. Cây này có màu đế rất là đẹp ha cô chú. Cây này với cây nãy là nó nằm chung một chỗ ha. Cây này gom củ đế nha mấy người chứ anh chị ha. Mua cái nào đế cứng không chú? Đế này là bỏ đều luôn mấy người chứ anh chị. Củ đế đặc sản luôn rồi chú ơi. Dạ, cây này thì dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú, chi cành nhạo luôn hả? À. Cây này là cây nằm bồn hả cô chú? Quá trời nốt nụ luôn. Để ba cho cô chú mình về chơi Tết ngon lành ha. Cốt cành này qua nhạo nha. Cây ngoài nhìn rất đẹp hả cô chú? Bộ cành này nó cũng mấy năm trời ha. Dạ. Em xin số đo luôn anh ha. Mình chủ à. Đó rồi ha. Dạ, em xin số đo luôn nha. Nó hơi khó thở. Thì chỉ được 45 hả cô chú? Dạ. Con nó chạm xuống xíu nha. Này tham khảo nha, 48. Nguyên cái nồi đế đọc cứng cho nó vậy là nó được 122. Tính 120 hả cô chú? Nó dễ. Cốt cành thứ nhất của nó được chín. Khó khăn tới mặt bầu của nó là 29. Đó dụ để chơi tốt luôn nha cô chú anh chị. Xuôi vậy ha. Chiều cao 1m6, ta ngang 1m7 nha cô chú. Dạ em xin giá luôn anh nha. Dạ rồi, mã số 9 của Zalo của chú giá là 13.500.000 ha. Dạ. Cô chú hôm nhãn như lần liên hệ con gọi số thoại 0939619228 nha cô chú. Dạ rồi. Mã số 10 là cây mai sầu hết cô chú. Chiều cao là 2m2. Là ngang 1m6. Dạ. Này không xây được ha. Xù ha, cây đây xù khoảng 80% phải không cô chú? Dạ, xù trải luôn hiệu cô chú anh chị ha. Xù tới đế luôn ha. Xù mà đế đẹp ha, đế đều luôn cô chú. Đặc biệt lô cây này là nó toàn bộ là nó thần bồn không hả cô chú? Hoành được 46 ha. Dạ. Tổng bình đế nó là được 150. Này con đo là chụp cái trong cô chú, chưa ra tới ngoài mé ha. Dễ ra tới ngoài mặt bầu hết ha. Đường kính bầu nó là 70. Thân tới với mặt bầu là 25. Cốt cành thứ nhất của nó là 19. Cốt hai của nó được 28. Sụn rất đẹp hết cô chú, sụn đó ao ha.
xù lên tới trên ngọn luôn nha cô chú anh chị. Mấy hàng này là lúc độ lòng bao của chú mình chơi ha. Tai chi thì đã bẻ nhão hết trơn rồi cô chú. Xong bữa nay là còn xuống lá hết. À, xù chảy luôn nha cô chú anh chị. Xù con thái biết dùng trăm ha. Xù hiên nghiêng nghe cô chú. Dạ nụ chơi Tết này nó ú lu trồng gió hết trơn rồi cô chú. Chú mua cái này về mà mấy ngày về mà ta ai mà nói ha, xù nhân tạo vô trả lại con ha. Bay vô cô chú mình xù bếp luôn, xù đẹp. Tới đế luôn rồi cô chú chị. Tới đế luôn, đế đều hết trơn nha. Mấy mặt này là có đế hết rồi cô chú. Với cái bụng này cũng đa xù chảy luôn rồi nha cô chú anh chị. Dạ em xin giá luôn anh ha. Dạ mới số 10 của cô chú, giao lưu cô chú mình giá là 26 triệu ha. Cô chú mà chốt cây này là con tặng cho cô chú mình cái chậu luôn ha. Cây giao cây tặng chậu cho cô chú mình luôn. Con bao ship trong bán kính là 200 cây số ha cô chú. Mã số 10 nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 26 triệu. Rồi rồi mã số 11. À mã số 11. Vàng thân bồng ha cô chú, cây này bông từ 5 tới 9 cánh ha. Bông to cánh khít ha. Vàng đậm. Chiều cao là được 2m8. Tán ngang 2m9. Cây này cốt cành nó phân ngang không mà coi chú anh chị nha. Cây một cốt. Cốt cành ghiên ha. Cốt cành này chỉnh sửa từ nhỏ ha cô chú. Đặc biệt là bông rất là đẹp ha. Bông từ 5, 7, 9 cánh và bông to cánh khít ha. Có mặt bông ha. Tay càng nuôi vú bò hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Cái này có mấy điểm xù này, dịch xịt nó ra. Dạ 37 hoành ha cô chú. Dạ. Tổng mình đấy nó khoảng 200 ha. Thân tới cổ rễ đó là 33, tới mặt bầu là 48. Còn mới cốt về là 26 ha. Cốt nhất có là 10. Cốt cành đại diện của nó bên đây tới 23 nặng một chút. Nuôi vú bò ha. Đường kính màu nó là 82. Đế bỏ đều luôn dắt, bỏ đều dắt luôn nha cô chú anh chị. Chản thôi. Em xin giá luôn nha. Dạ rồi mở số 11 con Zalo của chú giá là 12.500.000 ha. Dạ. Rồi mã số 12 nha cô chú. Sạch sàng luôn, con chú mình chơi luôn ha. Mã số 12 cũng là rồi, một cây. Mã số 2 là một cây mây vàng tàn dù ha cô chú. Cây này có chiều cao là 2m7 nha, nó ngang là 2m5. Lô này là toàn bộ là thần bồn hết đấy cô chú. Thất thân là 1m24. Hoành là 59. Dạ.
cây này có nào đế lực lắm không chứ vậy nha. Chặt chặt xuống chứ là nó ra 62, 63 ha. Dạ. Báo cô chú mình 59 thôi. Đường kính bầu của nó là 90. Đồ đế bao khủng của cô chú mình chơi ha. Chống cách nào hết trơn. Vẽ rất là lực luôn rồi. Tài, tài nha. Trong cũng có đế luôn nha. Thân nó tròn do luôn hả cô chú? Cây trực quân thử luôn. Bóp cái nào như cái cục đình. Ở ngoài nhìn một cây bờ thế, bề thế lắm cô chú. Vậy rồi mã số 12 con Zalo của chú mình là giá là 34 triệu ha. Dạ. Ba ship của cô chú mình là 200 cây số luôn ha cô chú. Cô chú ở xa thì phụ con với ship ha. Dạ. Giá rẻ cho cô chú mình chơi luôn. Dạ rồi. Rồi tiếp theo là mã số 13 là cây xù ha cô chú. Mai vàng một cây này xù khoảng 90-100 ha. Xù cốt cành hay ba nhạo ha. Cây này chủ nhà nói cốt cành này sửa tới 8 năm hay cô chú. Cố nhìn tay cành nhạo luôn cô chú vậy nha. Chú nhìn cây là biết ha. Cây biệt rất là già ha. Cốt cành nè. Sửa 7-8 năm trời ha cô chú. Cây này xù khá là nhiều luôn rồi cô chú vậy. Cây này với cây mã số số 9, số 10 là hai cây này mua chung một chỗ. Toàn bộ luôn cây là cây thật bồn không biết ha. Chiều cao là 2m4. Nói chung là con đo thông số là con lúc nào con cũng trừ 2 cho cô chú mình ha. Về con qua cho cô chú mình về đo lại ha. Tàn ngang là 2m3. Dạ. Cái này nụ à, khủng khiếp nụ luôn cô chú anh chị. Lúc nụ là ú nu không mà với cô chú nha. Cái này lạc cao cái nụ dữ dằn lắm cô chú. Cái thường bồn ha. Mạnh khỏe. Dạ cây này cũng xù nhiều lắm luôn á cô chú anh chị. Xù khoảng 80-90% luôn cô chú ơi. Cây này được 47 hoành ha cô chú. Dạ hoành được 47. Đây mình nói chạc xuống xíu nha. Dưới hơi khó đòn rồi chặt xuống này là ra 49. Dạ. Đường kính bầu là 85. Xù mà đế vậy thì cũng khá thôi chú. Nói chung đế cũng bỏ đều hết. Chống mặt nào ha. Thoát thân là 45. Cốt cành thứ nhất của nó được 16. Cái này xù tới cốt cành luôn ha. Cốt cành thứ hai của nó là 13. Dạ. Cốt 3 là được 23. Nguyên cái đoạn này nè. Cái đoạn thoát thân này là xù hết luôn á cô chú. 46 là nó xù 100% hết cô chú. Bít mình ha. Ba cành thì đóng đều luôn á cô chú. Cốt cành rất là lực luôn. Một cốt trực rớt ngọn mà xù nữa nha cô chú anh chị. Xù có tới cốt cành luôn. Nói chung mà hàng xù là con không có vệ sinh nha. Để tự nhiên hết cô chú nè. Móc ra là đâu là đỏ hào đó. Cái này chơi Tết là hoành tráng luôn á cô chú, quá trời nụ luôn á. Giờ mình lên cái chậu đẹp cái nữa là ngon lành hết cô chú. Rồi, em này mình ra lưu giá bao nhiêu ạ? 13, mã số 13 con Zalo cô chú giá là 39 triệu ha. Dạ em xin phép đổi cây luôn cô chú anh chị ha. Dạ mã số 14 là cây dáng trực tàn thông. Dạ, luôn nha. Tiếp theo là mã số 14 ha cô chú. Là một cây mai vàng một cốt tàn thông ha. Cây này là cây giáo hột ha. Cây thừng bồn ha. Chiều cao cây này là 4m ha cô chú. Tàn ngang là 2m.
như một cây thông luôn á cô chú anh chị. Này con xả hàng luôn thấy không chú? Con gái mềm cho cô chú mình chơi luôn ha. Để đắm thì ok ha. Cái này có một cục đế luôn, gom đế, gom củ đế nha cô chú anh chị ha. Có trống mặt nào hết. Xả hàng cho cô chú mình chơi luôn, cô chú hợp nhãn ủng hộ giùm con ha. Tết cận kề rồi, cô chú à. Cao 4 mét, nó ngang 2 mét ha. Rồi tôi vô thông số luôn. Thoát thân là 33. Đây, cái củ đặc của nó là 61. Dạ. Hoành là 45. Đường kính bầu là 78. Cốt là 11 phải không chú? Bên đây 10. 11 thằng ngay ha. Rồi mã số 14 ha. Dạ đúng rồi. Mã số 14 con Zalo cô chú mình là giá là 16 triệu phải không chú? Dán trực tàn thông mà phong cao luôn á cô chú anh chị. Xác lớn luôn, cao luôn. Nói chung mấy hàng này là ship cho cô chú mình bằng xe tải ha. Đi nguyên một chuyến xe tải nè, tiền phép nó cũng cao thế cô chú. Cô chú mình cân đối được thì ủng hộ giùm con ha. Con cảm ơn cô chú ha. Dạ bá nện luôn cô chú ơi, có 16 triệu thôi. Phường 7. 16 17 là con Zalo cô chú mình là một cặp ha, bông trang. Dạ 16. Ha. Ờ 16. Dạ. 16 là một cặp bông trang ha cô chú. Một cây cây thứ nhất là cây Mỹ Hồng ha. Cái đấy. Đang bông luôn cô chú. Cái này mấy hàng là con xử lý bông hết cô chú ơi. Đều do luôn. Xe nhẹ cái thứ lúa mình xem nó tan nha. Xử lý bông nó ra rất là đều luôn cô chú. Mỗi đợt là mỗi bông luôn á. Cái này đang bút nhiều luôn á cô chú anh chị. Tan đều ha. Chiều cao là 1m3 ha cô chú. Tàn ngang là 1m7. Cây lọt đang hiện nay đang trong chậu cái chậu 8 ha. Tổng bình thân hai thân là 21. Cái thân lớn nó được 14. Cái cũ của nó được 94. Xong, cây thứ nhất. Cây thứ hai là cây trang đỏ lá nhỏ ha cô chú. Chiều cao là 1m6. Ôi, chiều tàn ngang là 1m6. Chiều cao là 1m1. Cây đang nằm chỗ 8 luôn ha cô chú. Cây này nó có 5 thân ha. Con đo đại diện cái thân lớn nhất với cái thân nhỏ nhất nha. Thân lớn nhất của nó là 15. Đo tham khảo nha cô chú. Nhỏ nhất của nó được 9. Vậy rồi, mã số 16. Cặp bông trang con Zalo của chú mình là giá là 6 triệu nha. Cô chú mua lẻ thì con cũng vẫn bán lẻ luôn ha. Giá lẻ là 3 triệu rưỡi một cây ha cô chú. Rồi cuối clip là cây đầu tiên ha. Mã số 17. Chiều cao 1m5. Tàn ngang là 1m4. Cây đang nằm chậu 8 luôn ha. Thần chậu. Hoành là 56. Dạ.
thoát thân 23. Cốt này lớn, cốt cành nó được 23. Dạ. Đầu tiên mình chơi bonsai á, cô chú anh chị. Đang có bông luôn ấy à. Đang ra bông. 56 anh, đang ra bông trên thân. Người ta nói còn cô chú mình chơi phong thủy gì để chơi cũng hay hay ha cô chú. Rồi rồi, mã số 17 clip cây đầu tiên của Zalo của chú mình là giá là 4 triệu ha. Dạ. Mấy hàng này con dao của chú mình sẽ tải chứ con không dám gửi ship, là phải ship hết luôn chú ơi. Tại vì nó nặng lắm. Dạ. Đây giá trị nó không cao nhưng mà cái tiền phí ship nó cao. Thì con cũng bao ship cho cô chú mình trong 200 cây số ha. Dạ. Rồi rồi. Mã số 17 cũng là một số cuối clip của con ha cô chú. Rồi con xin chân thành cảm ơn quý cô chú quá, anh chị đã bỏ thời gian xem clip con ha. Rồi chúc cô chú mình ngày mới tràn đầy năng lượng ha, ngày mới thành công. Rồi, con xin chân thành cảm ơn. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. À. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.